Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Squad Authentic. Trao chuyện tín, sống trọn đam mê. Và em là Long Trang. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chiếc đồng hồ mới về bên em. Một chiếc đồng hồ thì đến từ thương hiệu Tissot Thụy Sĩ. Và giới thiệu luôn với anh em, hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu một chiếc đồng hồ vàng đúc 18K Solid Gold, rất là đẹp và giá rất là tốt để anh em trải nghiệm cái dịp cuối năm này. Và nếu như anh em có nhu cầu mua bán trao đổi những chiếc đồng hồ chính hãng thì mời anh em gọi cho em vào số 0828 91522 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816172 nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay về cái sản phẩm ngày hôm nay. Và giới thiệu với anh em, đây là một chiếc đồng hồ qua sử dụng, còn đầy đủ hộp sổ. Đây, cái vỏ vận chuyển bên ngoài thì nó hơi có dấu vết thời gian một chút, tuy nhiên là hộp bên trong thì vẫn rất là ok. Đó, đầy đủ phụ kiện, sổ này. Đó, và catalog của hãng. Đó. Và chúng ta sẽ đến ngay với cái sản phẩm ngày hôm nay. Anh em không phải đợi lâu gì nữa. Và giới thiệu với anh em thì đây là một chiếc đồng hồ Tissot rất là đẹp. Đấy. Một chiếc Tissot thuộc cái bộ sưu tập Bridgeport. Rất là đẹp, rất là cổ điển, rất là mang đậm cái chất danh nhân. Và hơn nữa thì đây là một chiếc đồng hồ vàng đúc anh em nhé. Một chiếc Tissot vàng đúc. Chém chút. Còn siêu đẹp ở đây. Một chiếc đồng hồ qua sử dụng, tuy nhiên là tình trạng còn đầy đủ hộp sổ thẻ. Và một chiếc vàng đúc thì lúc nào nó cũng rất là giữ giá, khác hẳn với những cái chiếc đồng hồ bằng thép thông thường. Thì vàng nó luôn tượng trưng cho cái vẻ sự uy quyền, tài lộc và may mắn đến cho chủ nhân. Thế nên là sở hữu một chiếc đồng hồ làm bằng vàng đúc như này, nó luôn luôn là những cái ước mơ, những cái mục tiêu của những cái người chơi đồng hồ. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một chiếc đồng hồ Tissot Chronograph vàng đúc ở giá rẻ nhất thị trường hiện nay, để anh em có cơ hội trải nghiệm một chiếc cái dịp cuối năm này rất là đẹp. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái mã sản phẩm và thông tin của chiếc này. Đây. Ok. Cái chiếc này thì nó luôn rất là hiếm hàng ở Việt Nam anh em nhé. Bởi vì cái độ nói chung là giá của nó cũng không phải là dễ chịu. Thế nên là chỉ có một vài bên cung cấp cái sản phẩm này thôi. Đầu chúng ta đang ở trang chủ của Luxury Shopping này. Đó, đây, anh em xem đúng mã chưa? Và chiếc này sẽ tên là Tissot Bridgeport T71.3.435.33, size 37,7mm. Chiếc này đang có giá retail ở hãng là 132.678.000 và đang được sale cái test holiday 2022, sale dịp Tết này là 119.410.200 đồng. Đó, đó là cái giá retail nếu như anh em mua một chiếc này mới. 112 triệu, có làm mức giá, có làm anh em cảm thấy rung động trước một chiếc Tissot siêu đẹp như vàng đúc không ạ? Đó, và em đang giao lưu lại một chiếc tình trạng đẹp như thế này. Anh em có thể xem qua về độ đẹp của nó. Đúng không ạ? Còn khoảng đẹp khoảng 98% anh em nhé. Đầy đủ hộp sổ phụ kiện. Và đây là dây. Dây này là dây da em thay để em đeo trải nghiệm thôi. Không dám làm hỏng cái dây da zin của nó. Đó. Khóa zin thì cũng ở đây. Đó. Đầy đủ mọi thứ anh em nhé. Gần như mới. Nhưng cái mức giá để anh em trải nghiệm nó thì chưa bằng một nửa giá retail luôn. Quá là tốt để anh em trải nghiệm một chiếc đồng hồ vàng đúc như thế này. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về chiếc đồng hồ này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ size 37,7 đấy, tương đương là khoảng size 38. Tuy nhiên là với một cái thiết kế cổ điển đến từ Tissot thì nó sẽ có một cái phần lắc nối dây này, nó khá là dài. Thế nên là đeo trên tay anh em nó sẽ tương đương với khoảng 39-40 nhé, không bị nhỏ đâu. Một cái form khá là tuyệt vời đến từ Tissot. Và để tìm, nếu như anh em thích những cái chiếc form đồng hồ thể thao bấm giờ chronograph như thế này mà để tìm một cái chiếc size nhỏ như thế này thì rất là hiếm đấy. Đó, nó phù hợp với cổ tay anh em khoảng từ 15,5 như em đến 17,5. Anh em đeo chiếc này đều rất là đẹp. Và tất nhiên là nó sẽ gồm
những cái option cao cấp nhất của Tissot ở đây. Đầu tiên là ở phía ngoài chúng ta vẫn sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối, rất là đẹp mắt, trong trẻo nhưng cũng rất là cứng cáp để bảo vệ cái dial của đồng hồ trong khi anh em sử dụng. Và một cái thiết kế của chiếc này phải nói là rất là cổ điển và rất là tuyệt vời. Đầu tiên thì phía ngoài chúng ta sẽ có một cái bezel dạng niềng băm anh em nhé. Đó, nó rất là đẹp. Và phải nói là để mà hoàn thiện được cái bezel này thì phải đòi hỏi những cái kỹ nghệ rất là tuyệt vời và lâu đời đến từ một cái thương hiệu có kỹ nghệ rất là tuyệt vời như là Tissot. Và những tất cả những chi tiết trên này nó đều hướng đến cái sự cổ điển và thanh lịch. Cái niềng băm này, đó, cái núm hình quả quýt này, và bộ kim cọc trên dial thì nó phải mang một cái chuẩn mực thanh lịch và cổ điển tuyệt vời đến từ châu Âu. Và cái niềng băm này của chúng ta thì nó sẽ giảm rất là nhiều những cái vết xước nhỏ trong quá trình em sử dụng để làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của đồng hồ nhé. Và ở đây tất cả những cái gì mà anh em nhìn thấy trên đồng hồ này màu vàng đều là vàng đúc 18K Yellow Gold AU750. Từ bộ case này, núm này, cho đến nắp đáy phần phía sau này, tất cả đều là vàng đúc 18K. Đó, cái màu vàng này nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Mà em không biết là anh em xem trên video có thể cảm nhận cái độ màu đẹp này tuyệt vời như thế này được không. Nhưng mà phải nói là bên ngoài đeo thì phải nói là rất là đẹp. Và cái màu này thì nó sẽ mãi mãi lưu giữ như thế này, chứ không giống như những chiếc đồng hồ mạ anh em nhé. Mạ thì có thể là qua theo năm tháng thì tùy vào chất liệu mạ thì nó sẽ có thể là thay đổi một chút. Tuy nhiên là với một chiếc đồng hồ vàng nguyên khối như này thì cái màu nó mãi mãi lưu giữ như này. Và ở trên đây thì chúng ta sẽ có những cái thiết kế rất là tinh tế và đẹp mắt đến từ Tissot. Chúng ta sẽ có bộ kim mũi giáo đặc trưng và chỉ riêng có trên dòng Prisport của Tissot này thôi. Đi cùng với đó là bộ kim kim mũi giáo này sẽ chính là bộ cọc số La Mã. Rất là đẹp, một cái đeo làm thiện hoàn thiện cực kỳ là tuyệt vời. Với cái bộ kim mũi giáo này và cọc số La Mã thì thực sự đây là một chiếc đồng hồ cổ điển và thanh lịch đến từ châu Âu. Ở phía trong chúng ta cũng có một nét đặc trưng nữa, chính là vân Gulliver Cloud de Paris ở phần phía trong này, được đánh rất là đều, tăm tắp và tỉ mỉ. Em thấy không ạ? Độ hoàn thiện phải nói là rất rất là tuyệt vời đến từ Tissot này. Chúng ta sẽ có logo của Tissot Automatic ở góc 3 giờ, bên cạnh là ô lịch ngày, rất là tiện dụng. Và chúng ta sẽ có ba cái sắp dial nhỏ. Sắp dial ở góc 9 giờ chính là kim small second, kim giây của chúng ta. Đó, góc 12 giờ và góc 6 giờ chính là kim phút và kim giờ của chức năng chronograph. Chức năng này hoạt động như thế nào? Thì cái kim giây dài nhất ở trên dial chính là kim giây của đồng hồ chronograph. Và khi mà em bấm vào cái nút start này thì kim giây nó sẽ hoạt động. Và chức năng này ngày xưa ấy, thì họ sẽ dùng để đo những cái khoảng thời gian cần đo, ví dụ như trong các cuộc đua ngựa, hay là có cuộc đua chạy, hay là bất cứ một cái khoảng thời gian nào anh em muốn đo. Đó, và khi mà muốn bấm dừng lại thì chúng ta bấm tiếp tục vào nút start thì nó sẽ stop dừng lại. Và để reset thì anh em bấm vào nút này, reset, nó sẽ reset lại ban đầu để cho anh em đo những cái khoảng thời gian tiếp theo. Và đó là tất cả những cái gì trên bề mặt của chiếc này. Rất là đẹp đúng không ạ? Và một cái chiếc chronograph này vàng đúc như thế này thì nó rất là nhiều chi tiết vàng, và cầm trên tay nó rất là nặng vàng em nhé. Đó, nó hoàn thiện và chế tác khó khăn hơn rất là nhiều so với chiếc dress watch thông thường 3 kim 1 lịch, bởi vì là nó rất là nhiều chi tiết. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có thể quan sát được cái bộ máy caliber ETA 7750. Rất là tuyệt vời, rất là cổ điển, nhưng cũng rất là bền bỉ, chính xác và đáng tin cậy. Nó đã được sử dụng qua rất là nhiều cái đời cái bộ máy đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Đây là một bộ máy rất là chính xác và cái hiệu năng của nó cũng rất là cao, và đồng thời là cái chi phí để sửa chữa bảo hành thì nó cũng rất là không cao, rất là đơn giản thôi. Và đây là một bộ máy đã được chứng minh qua rất là nhiều năm từ các thế hệ đồng hồ Thụy Sĩ khác nhau. Chúng ta sẽ có logo của Tissot và năm ra thành lập thương hiệu
1853 đây. Bộ máy này của chúng ta thì được hoàn thiện rất là đẹp đến từ Tissot, với cái tông màu chủ đạo là màu vàng và các cái chi tiết được hoàn thiện rất là tốt, rất là đẹp. Một chiếc đã được làm vàng đúc thì chắc chắn đây là một cái chiếc đồng hồ mà thuộc top đầu của thương hiệu rồi. Nên anh em yên tâm về cái chất lượng và độ bền của bộ máy cũng như là cái chiếc đồng hồ này nhé. Chiếc này chúng ta sẽ có 28.800 tần số dao động, tích cót tối đa lên đến 50 giờ để anh em yên tâm sử dụng, trải nghiệm một cái trải nghiệm rất là đẹp, đỉnh cao và rất là chính xác ở đây. Rất tiếc là cái chuyện của cái chiếc này ấy, thì họ lại làm ở phía càng nối dây này, nên em không thể cho anh em nhìn rõ được. Nhưng chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ chuyện này, chuyện vàng 18K đó, chuyện cân tiểu ly, và ở phía dưới này chúng ta sẽ có chuyện đầu chó Bethna. Đặc trưng của tất cả những cái dòng đồng hồ vàng đúc đến từ Thụy Sĩ thì đều phải có đủ ba chuyện này em nhé. Đó, và bây giờ thì em sẽ tiến hành đeo lên tay để anh em xem chiếc này trên tay nó sẽ đẹp tuyệt vời như thế nào. Đó, đeo trên tay thì cảm giác thật sự là rất luxury với một chiếc đồng hồ vàng đúc như thế này. Có giá retail lên tới gần 140 triệu. Thì anh em biết là nó không hề đơn giản. Đeo trên tay rất là đẹp, thanh lịch, cổ điển và đẳng cấp. Cái dòng đồng hồ này và những chiếc này thì ngày xưa nó đã vốn dành cho những cái bậc hoàng tộc và quý tộc ở châu Âu thì mới có điều kiện sở hữu những chiếc đồng hồ tuyệt vời như thế này. Đeo trên tay thì quá là đẹp và không có gì phải nghĩ cả. Fit với cái trang phục sang trọng công sở hay là những cái trang phục lễ phục dịp Tết cuối năm này thì quá là tuyệt vời luôn. Đeo trên tay thì anh em thật sự là hết nước chấm. Và nếu như anh em quan tâm chiếc này thì hãy liên hệ ngay với em với số điện thoại ở góc phải màn hình. Và chiếc này thì em đang giao lưu lại với các anh em với cái mức giá là 68 triệu. Chưa bằng một nửa giá retail, anh em vẫn có thể trải nghiệm một chiếc đồng hồ đẹp tuyệt vời như mới. Có cam kết chính hãng 100%, bảo hành 2 năm cùng với 5 năm hỗ trợ bảo hành sau đó. Thì anh em yên tâm trải nghiệm một chiếc này nhé. Cảm ơn anh em đã xem đến đây video. Nếu thích những sản phẩm của em, hãy bấm đăng ký, bấm một cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một video bên em cả. Kết bạn Zalo để update những sản phẩm mới nhất nhé. Cảm ơn anh em, xin chào và xin hẹn gặp lại.